Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày kỷ niệm 86 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18 tháng 11. Tại các khu dân cư, ngày hội đại đoàn kết toàn dân đã được tổ chức sôi nổi. Những hoạt động này là sợi dây nối kết tình làng nghĩa xóm, gắn kết cộng đồng, tạo ra sức mạnh tổng hợp để chung sức đồng lòng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Ngoài các lời ca điệu múa thì ngày hội đại đoàn kết năm nay, bà con nhân dân xóm Đa Cát, xã Nam Cát, huyện Nam Đàn còn được xem các tiểu phẩm tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây cũng là chủ đề của ngày hội đại đoàn kết năm nay: khu dân cư nói không với sản xuất thực phẩm bẩn. Đây là cách để tuyên truyền vận động nhân dân không sản xuất, buôn bán, chế biến thực phẩm, nâng cao vai trò giám sát của nhân dân đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hưởng ứng về cái phong trào là khu dân cư nói không về cả thực phẩm bẩn thì ở xóm Đá Cát chúng tôi xây dựng các cái phong trào rồi tổ chức các cái tập các cái tiết mục văn nghệ và các cái kịch để nhằm tuyên truyền cho khu dân cư. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư hàng năm thực sự trở thành ngày hội toàn dân. Đây không chỉ là dịp để các khu dân cư từ thành thị đến nông thôn đánh giá, nhìn lại cuộc vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hóa và phát động các phong trào thi đua yêu nước. Những hoạt động trong ngày hội còn là cách để bà con xích lại gần nhau, hiểu, chia sẻ và giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Trong cái thời gian vừa rồi thì Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Nam Đàn song song với cái việc là vận động các cái tầng lớp nhân dân khắc phục cái thiệt hại, sớm cái ổn định sản xuất và đời sống. Bên cạnh đó thì quan tâm đến đây là cái việc các cái hoạt động như là cái tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các cái hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, rồi cái việc cái xây dựng nhà đoàn kết. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm nay thì có cái nét mới là chúng tôi đã chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch từ ban đầu, và nhất là thu hút kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cán bộ công nhân viên chức, rồi nhất là người tiêu biểu uy tín ở trong khu dân cư và các tôn giáo dân tộc giai tầng tham gia ngày hội, để thông qua cái tham gia ngày hội để mà tổ chức tuyên truyền phổ biến rồi sinh hoạt chuyên đề, và nhất là gắn vào cái chủ đề khu dân cư nói không với sản xuất thực phẩm bẩn. Không chỉ ở các khu vực đô thị, nhiều vùng nông thôn, những ngày này đường làng ngõ xóm đã trở nên sạch đẹp để đón ngày hội của toàn dân tộc. Người dân ai cũng tích cực tham gia tổng dọn vệ sinh môi trường, trồng cây xanh. Vui nhất là tại các nhà văn hóa của các khối xóm, bản, 100% căn nhà đại đoàn kết cũng đã kịp thời được hoàn thành. Hàng nghìn suất quà được trao cho các gia đình chính sách, hộ nghèo. Cái ngày hội đại đoàn kết năm nay đó là triển khai cái cuộc vận động mới của Mặt trận Tổ quốc, đó là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh bằng những cái việc làm hết sức là cụ thể thiết thực. Và đồng thời thì thông qua cái ngày hội của năm nay ấy, thì Mặt trận tiếp tục tổng kết và phát động các phong trào thi đua yêu nước và phối hợp và hiệp thương với các tổ chức thành viên, để mỗi tổ chức thành viên ở cơ sở là nhận, mỗi tổ chức nhận giúp đỡ ít nhất một người nghèo để vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh sợi dây gắn kết cộng đồng, ngày hội đại đoàn kết cũng là dịp để các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh trực tiếp gặp gỡ để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, qua đó phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, bắt đầu tự đại đoàn kết ở cơ sở, thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước, các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ 2015-2020.